Bây giờ sẽ giới thiệu tiếp một mẫu đầm đi dự tiệc là đầm xòe, kiểu là dạng lưới. Đây, chiếc đầm này dành cho các chị nào đi dự tiệc rất là đẹp luôn. Màu của chiếc đầm này là màu hồng, và đây là những dạng gen. Trước ngực của em là gen che được phần ngực của chúng ta luôn. Còn trên đây là dạng lưới, em cho các chị coi đây là dạng lưới. Này, các chị có thể mặc những dây á, ống ngực là dây bo chi trong á, rất là đẹp luôn, sẽ không bao giờ thấy đâu. Này, bên trong của em nó là một chiếc đầm dạng hai dây, và mặt lớp ngoài là chiếc đầm lưới này, phủ lên là chiếc đầm lưới. Các chị mặc đi dự tiệc rất là đẹp luôn, dạng lưới dành cho các chị nào mà từ 48 đến 60kg đều có thể mặc được nha. Size của em đang mặc là size L, và em mặc rất là rộng. Đây cho các chị coi một cái là rộng luôn, phía sau thì kéo luôn nha, và lưới là ở ngoài phía sau luôn á. Hai bên tay là viền gan, mặc rất là mát, rất là dễ chịu. Mình đi tiệc với chị, dù có rất là đông người nóng nực, nhưng chị mặc cái đầm này không bao giờ chị cảm thấy là nóng nực luôn, vì nó toàn là bằng lưới và gen thôi, rất là mát, rất là dễ chịu luôn. Cổ này là bằng gen, rất là mềm, rất là mát luôn, không có bị khó thở hay bất cứ gì hết. Nên, giá của chiếc đầm em đang mặc là 590. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em. Sao mà tay lỡ nha, viền gen luôn. Em có thể quay một vòng với chị coi. Màu hồng nha, màu em đang mặc là màu hồng, dạng phối lưới nha, phối lưới. Rồi, em cảm ơn các chị đã xem video của em. Bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp cho các chị một mẫu đầm mới, đây là đầm xòe. Đây, đầm xòe kiểu tay là tay lè và cổ tròn luôn nha. Chiếc đầm này rất là đơn giản luôn. Họa tiết trên chiếc đầm là những bông hoa nhỏ, rất là sắc sỡ luôn. Kiểu của chiếc đầm đây là đặc biệt ở đây là nó tạo cái điểm nhấn ở chỗ cái ngực của chúng ta, có thể chúng ta thấy rõ cái phần ngực chúng ta lên nè, các chị thấy rõ không? Đây. Thì các chị nào bụng bánh mì có thể mặc chiếc đầm em mà không bao giờ thấy cái bụng bánh mì luôn nha. Những chị nào có bầu cũng có thể mặc được chiếc đầm của em luôn nha. Thì chiếc đầm của em là size ít hơn là rộng lắm, có thể mặc được cho những chị có bầu luôn. Những chị nào có bầu thì có thể mặc ok luôn, rất là đẹp luôn. Chiếc đầm của em á là dải rất là mịn, rất mặc rất là mát luôn, và có thể có kèm lót bên trong luôn nha các chị nha. Đây kèm lót bên trong, mặc rất là mát luôn, chưa nóng nực. Các chị mặc chiếc đầm không cảm thấy nóng luôn, thì mình dải rất là mát, các chị mặc rất là yên luôn, có thể mặc đi chơi đi dã ngoại đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Chiếc đầm của em dành cho những chị từ 52 đến 62 kg đều có thể mặc được vừa chiếc đầm của em luôn. Đây, em có thể đi gặp với chị không? Đây, những chiếc đầm này của em là đều dây kéo đều ở phía sau lưng hết luôn nha, dây kéo đều ở phía sau lưng hết. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em đang mặc thì inbox vào số hotline của chúng em là 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em. Em cảm ơn các chị đã xem video. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp cho các chị một mẫu đầm kiểu sơ mi kèm như là này. Đây là kiểu của nó là hình kiểu cổ và áo của em, chiếc đầm này đang mặc là kiểu chữ V và tay ngắn. Đây rất là đẹp luôn, kèm dây nịt nha, dành cho các chị nào mà bụng bánh mì á, có thể nới ra nới vào cũng được. Tay dây nịt của em chưa bấm lỗ cho nên em chỉ cài thử thôi, và có dây kéo bên hông luôn cho các chị nào mặc hôm mà thấy chẹt quá đó, có dây kéo bên hông mình rất là thoải mái khi mặc ra vào. Chiếc đầm của em cũng có lót bên trong luôn nha các chị, cũng có lót bên trong luôn, giải là giải khôn lụa, mặc rất là mát, rất là mịn luôn, mặc vào cảm thấy rất là nhẹ người luôn. Đây, chiếc đầm của em rất là nhẹ luôn,
Được, có 3 nút, đây là 3 nút mình có thể tháo ra và gài lại được nha. Này, nhìn cho các chị có thể tháo ra và gài được. Thì đây là chiếc đầm mình trồng cỏ các chị, rất là đẹp. Giá của chiếc đầm em đang mặc là 590 ngàn. Chiếc đầm của em thì có thể dành cho các chị từ 52 đến 62 kg cũng có thể mặc được. Mà những chị là cao 1,5 m cũng có thể mặc được chiếc đầm của em luôn. Thì chiếc đầm của em không có quá dài luôn, mặc rất là dễ thương. Các chị có thể đi chơi nè, đi tiệc, đi picnic đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Đi chơi mặc chiếc đầm của em rồi, quá đẹp rồi. Màu của chiếc đầm của em là màu xanh mà có hơi mà pha pha tím tím một xí á. Màu rất là nhu luôn. Các chị từ 30 tuổi đều, tới 30 tuổi đến 60 tuổi đều có thể mặc được chiếc đầm này. Mặc rất là đẹp luôn. Giá của chiếc đầm của em là 599. Các chị có quan tâm đến chiếc đầm của em đang mặc á thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Hotline đó là bên Zalo của chúng em nha. Các chị qua bên Zalo nha, các chị coi những cái size á vừa cơ thể của các chị. Đó, các chị chọn những cái size mà phù hợp với cơ thể của các chị á, mặc sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, em cảm ơn các chị đã xem video của em. Thì em sẽ like tiếp một mẫu đầm suông xè kiểu như là ostomy, rất là đẹp luôn. Điểm nhấn của chiếc đầm của em là có sợi dây nịt thắt ngang eo. Em lại gài cho chị coi đây, dây nịt được em tự thắt đấy. Các chị muốn thắt kiểu nào làm xin trên chiếc đầm của các chị lên đẹp thì các chị có thể thắt theo ý của các chị. Tay là tay lỡ, tay ngắn chứ, tay là tay ngắn, gà mặt rất là thoải mái luôn. Cổ là cổ trụ nhưng không có cứng, là không có thêm dây cứng vào nha, rất là mềm, rất là thoải mái, chỉ là lên một phần cổ thôi. Chiếc đầm của em là dạy von và có kèm lót bên trong, mặc rất là thoải mái. Các chị có thể đi chơi, đi dã ngoại đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Những chị nào từ 45 kg đến 52 kg đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Và những chị nào cao từ 55 kg trở lên thì có thể mặc giờ mặc rất đẹp luôn. Những chị nào bụng bánh mì thì có thể nới chỗ dây nịt nới ra. Những chị nào eo nhỏ thì có thể nịt vào rất là đẹp. Đây chúng ta có những chiếc nút cái chỗ phần từ cổ xuống tới eo, là các chị có thể tháo những chiếc nút đó ra luôn, tháo ra và chiếc nút này rất phù hợp với dây nịt của chúng em. Đây cái chiếc đầm của em là màu xanh đen, rất là đẹp luôn. Giá của chiếc đầm của em là 590. Những chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để tư vấn kỹ hơn về mẫu đầm của em đang mặc. Nó có thể ôm được dáng của các chị luôn nha, các chị không cần lo là nó quá rộng hay là quá chẹt gì hết, không phải lo những điều đó. Thì trên Zalo bên hotline của chúng em là có tất cả các size cho các chị lựa chọn luôn, các chị hãy cứ yên tâm. Em cảm ơn các chị đã xem video của em. Chị giới thiệu tiếp một mẫu đầm body dành cho các chị như vậy kìa, rất là đẹp. Chiếc đầm của em là được viền gen hai bên tay là tay ngắn, cổ và cổ tròn thì cũng được viền gen luôn. Chiếc đầm của em là màu xanh và có những họa tiết là màu vàng đồng, xanh và màu vàng đồng lên rất là sang trọng luôn, dành cho các chị đi dự tiệc, đi đám này kia đều mặc lên rất là sang trọng vì nó có ôm được cái body của chúng ta luôn nè. Dành cho các chị từ 45 kg tới 55 kg đều có thể mặc vừa chiếc đầm của em. Vậy cũng dành cho các chị từ 1m55 trở lên, nó đều mặc chiếc đầm của em rất đẹp, đi dự tiệc rất là sang trọng luôn. Thì chiếc đầm của em khói ghen và có kèm lót bên trong luôn nha, rất là đẹp. Giá của chiếc đầm của em đang mặc là 750. Các chị nào có quan tâm đến chiếc đầm của em đang mặc thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của em đang mặc. Em có thể lại cho các chị coi. Đây là màu vàng đồng pha với màu xanh. Hai bên tay đều có phối ghen. Bên trong có kèm lót màu xanh luôn. Phía sau là dây kéo luôn nha các chị. Dây kéo ở phía sau lưng. Cổ là được viền ghen luôn. Các chị nhớ hotline của em chưa ạ? 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Đó là bên Zalo của chúng em nha. Các chị cứ nhắn tin vào Zalo.
Rồi, em cảm ơn các chị đã xem video. Bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp một chiếc đầm suông khắc eo, họa tiết là những chiếc lá. Kiểu của chiếc đầm em đang mặc là kiểu cổ tròn và tay ngắn. Đây, chiếc đầm của em là dành cho các chị làm được bụng bánh mì á, có thể là buộc dây nơ bên hông á theo cơ thể của mình, để cơ thể mình không có khó quá khó thở, là buộc theo cơ thể của mình. Thun của em là thun lụa không co giãn trên mặt và rất là mát, vì ở phần hông có dây buộc đó, cho nên các chị mặc rất là thoải mái luôn. Mình chảy của em nó mỏng nhưng không thấy phần bên trong luôn. Em có thể để làm cho các chị coi, không thấy phần bên trong của cơ thể em luôn nha, không thấy luôn. Đây, các chị không thấy luôn. Màu của chiếc đầm em đang mặc đó là màu trắng nhưng mà pha một tí kem, rất là đẹp luôn. Mặc các chị mặc rất là sang. Những chị nào mà da trắng á, mặc những chiếc đầm màu trắng lên rất là đẹp luôn. Em có thể quay một vòng cho các chị coi. Đây, phía sau lưng của em. Đây, rất là đẹp luôn. Các chị có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi dự đám này kia, đi business, đi ở ngoài đều có thể mặc được chiếc đầm của em, vì chiếc đầm của em rất là trẻ trung, dành cho các chị có độ tuổi từ 30 tuổi đến 60 tuổi đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Chiếc đầm của em mặc rất là mát luôn nha, không sợ mà nọc nó. Chiếc đầm của em giá là 490, dành cho những chị từ 50kg đến 60kg đều có thể mặc được chiếc đầm của em. Các chị nào quan tâm đến chiếc đầm của em thì nhắn tin vào hotline 0968 333 466 465 để được tư vấn kỹ hơn. Bên Zalo của chúng em đây có rất là nhiều mẫu cho các chị lựa chọn, và có rất là nhiều size để các chị thoải mái mà lựa chọn luôn. Mặc rất là mát luôn nha, rất là đẹp luôn. Các chị nào thích tông trắng thì mặc chiếc đầm của em nên là cực kỳ đẹp luôn. Em cảm ơn các chị đã xem video của em ạ.